Vâng, cùng nhau đi dạo chợ hoa cây cảnh Sơn Tây sáng chủ nhật. Hôm nay là ngày 24 Tết. Tôi lại gặp anh Hoàng Mập. Vâng, chào anh Hoàng Mập nhé. Vâng, chào bác Đỗ Sinh, chào những người yêu cây. Vâng. Gian hàng hôm nay của anh có những tác phẩm nào đặc biệt không? Về Tết này thì nói chung là toàn là bà con là thích hoa nên cây cảnh thì đây cũng có một chút. Có một số cây thôi, còn chủ lực là cây chua này, có cây khế là khế cũng là khế chua nhưng có một quả. Vâng, à đây tôi thấy có một cây khế này, khế chua này. Vâng, khế chua đấy ạ. Rồi. Có một quả thế mà nãy đi đường. Vâng, chúng ta quan sát cái cây khế chua của anh Hoàng Mộc ấy. Chậu cũng đẹp rồi, chậu sẵn chơi rồi. Gốc cũng to phết đấy. Mà cây cũng tương đối già rồi. À, dáng cũng lùn lùn cũng được. Là tạo được một đặc biệt cái là nó cũng có cành rơi. Tạo được một cái cành rơi cũng sâu phết nhỉ, rơi xuống tận dưới này này. Có nhiều ly không? À đây có một quả đây rồi, quả to thế nhỉ. Vâng. Rồi, rất tuyệt vời. Cái này một người bê nhẹ nhàng thôi. Vâng, một người bê. Không nhẹ lắm rồi. Khá là khế chua. Vừa nói khế chua. Được. Cái này thì khoảng bao nhiêu tiền anh ơi? 3,5 triệu tại chợ. 3,5 triệu tại chợ à? Thì, Tết đến nơi rồi là nếu mà có ai muốn bao ship thì liên lạc. Vâng. Đã để ra Tết mới gửi được ạ. À, tức là nếu mà gần đây thì có thể về xe máy lai đến tận nhà được. Vâng, vâng. Nhưng mà nếu mà xa thì phải sau Tết mới ship. Xa thì sau Tết. Còn bây giờ còn bận đi bán hàng đã để kiếm cái Tết đã. Còn mua thì cứ chốt rồi bắn chút tiền vào đấy thôi, đúng không? Vâng, vâng, đúng rồi. Thế là báo giá tại chợ là 3,5 triệu. Vâng. Anh đọc chậm cái số điện thoại của anh Hoàng Mập để anh em yêu thích thì chúng ta giao lưu nhé. À, số là 0395701225. Vâng. À, từ Hoàng Mập còn sai. Hôm nay mà là 24 rồi thì các anh bán đến chiều mùng 1 à? Hay là hôm nào? Bán đến đêm 30. À đêm 30 à? Chứ không phải đến chiều mùng 1 à? Đủ Tết thì về. À vâng rồi. Còn không đủ Tết là vợ không cho về. Tưởng là ngồi đây đến chiều mùng 1. Và ngoài cái khế ra thì các bác sẽ thưởng thức tiếp. Ví dụ như đây tôi thấy anh có cây... Cây này là cây trà Phúc Kiến hả? Vâng, đây là cây trà Phúc Kiến ạ. Rồi. Vâng. Giá cao. Ôi ôi bê lên à? Cao vút luôn. Ôi ôi bê lên tận trời cao này á. Vâng. Được. Các bạn để dưới hơi khuất. Được rồi đấy. Đây này 1,2 triệu ạ. Giá 1,2 triệu. Hôm nay là tại chợ hết đấy ạ. Vâng. Hôm nay là báo tại chợ Tết. 1,2 triệu. Vâng. Rồi. Bên cạnh đó là cây me nhá các bác nhá. Cây me thì quá già luôn. Rồi, cây me dáng trực này. Văn nhân này. À, chậu này như chậu tàu à? Vâng, cái chậu này là bát tràng giả tàu. À, chậu bát tràng giả tàu. Thế thì gọi là chậu Trung Quốc đấy. Vâng, chậu giả tàu thì không tàu. Phải là tàu thì của Trung Quốc. Cây me cũng được. Thì phải nói là tương đối là già. Vụ trước đã ra quả rồi đấy. Vâng. Thế cái cây me này thì giá thế nào anh ơi? Giá 5 triệu ạ. Vâng, cây me giá 5 triệu. Rồi, gốc to phết đấy. Vâng. Nắm tay vào này, nắm xuống dưới. Đây ạ. Cũng vào tầm 20 đấy. Vâng. 20-21 đấy, tôi là vanh thì đường kính cũng phải được 7 phân đấy. Rồi, cao tầm bao nhiêu nhỉ? Từ mặt chậu lên chắc phần tầm mét đấy. Mét. Giá bao nhiêu anh? Cái này 5 triệu. Vâng, giá 5 triệu. Còn đây là mấy cây tùng Đài Loan này. Đài Loan, vẫn là 2,5 triệu bao ship ạ. 2,5 triệu bao ship. Vâng. Đài Loan này là zin đấy chứ? Đài Loan zin ạ. Cũng không phải ghép à? Vâng, rồi. Đài Loan zin, thân đỏ đấy. Vâng, nó mỗi lần mà bóc cái vảy là cái là nó màu đỏ. Rồi, mỗi cây 2,5 triệu. Vâng. Bao ship toàn quốc. Toàn quốc nhưng phải giá Tết mới ship. Rồi, được đấy nha. Ăn Tết xong thì mới chuyển được cây. Giờ còn phải mải đi chợ kiếm đã. Rồi, đấy là ba cây này đồng giá đúng không? Vâng, đồng giá. Đồng giá 2,5 triệu.
Vâng, nói về hàng hoa trà, tôi thấy anh có cây mini này, anh ôm ấy. Cây lựu điểm tuyết ạ. Lựu điểm tuyết. Vâng. Vâng, số đấy. Hoa này chắc là bung vào Tết không? Vào Tết thoải mái ạ. Được cái rồi. Này là đúng Tết đấy ạ. Đấy, bắt đầu nụ, bắt đầu đỏ rồi. Rồi, lựu điểm tuyết. Vâng. Nhẹ nhàng nhẹ, bê để bàn trà. Cây này bao nhiêu anh? 1.200.000 ạ. 1.200.000. Vâng. Và trà này là trà cổ. Được trà rồi. Cổ, trà quý đấy ạ. Còn đây là cái mảng hoa không. Mộc này. Cây hoa mộc của anh ấy, anh ấy uốn cũng loằng ngoằng ghê nhỉ. Cây này thì bao nhiêu tiền? 1.800.000 ạ. Rồi, 1.800.000. Vâng. Còn các cái loại mini này thì là cứ 450.000 một cây là bao ship toàn quốc luôn. Bao nhiêu? Dạ. Bao nhiêu một cây? 450.000 một cây. Bao ship toàn quốc ạ. Rồi, bao ship toàn quốc đây nha. Và các bác nhìn cái loại mà mini của anh này. Rất nhiều mini nhưng mà cũng rất là nhiều hoa. Hoa nhiều lắm. Hoa thì nó dày rồi, đợt mộc này. Này mà chơi để bàn này thơm lắm. Vâng. Cây nhà tôi nhìn lên nó gần trắng toát rồi. Vâng. Mà cái cây tử bé tí dưới chỉ cao khoảng chưa đầy găng tay mà cũng dày hoa rồi, cây tử. Người ta đang thu mua cây hoa này 500.000 một cân hoa đấy. Thế cơ? Vâng. Vâng. Để đấy. Làm gì mà lại mua cái ướp trà, trà mộc, gọi là trà mộc. Trà hoa mộc. Rồi. Thế còn cái cây nhỉnh hơn một chút này thì bao nhiêu? Đấy, cây tất cả đều thế ạ. Đồng cũng, giá hết. Cũng đều 500 à? Vâng. 450.000 là một cây bao ship. Ok. Những cây này là chưa tạo tác. Rồi. Thế còn trong kia anh có một cây trà hồng, cái này là hồng cổ. Trà hồng cổ. Vâng. Bày sẵn cái hoa đấy. Con trà hồng cổ. Nó lại khác với cái đây, trà cái hồng gốc này. Gốc của nó đây mà. Vâng. Nó khác với cái trà hồng thơm này. Rồi. Đấy, đây là trà ta này. Hồng rồi. Cổ ta này. Đây là hồng cổ tàu. Ờ. À đây là hồng tàu, không phải hồng cổ mà hồng tàu. Gốc cũng to to đấy chứ. Nhưng mà cái loại này thì nó lại rất là thơm. Ừ. Duy nhất có một loại trà này thơm thôi. Còn các loại khác thì... Thế còn cái cây này hồng cổ này giá bao nhiêu? À, cây này giá 1.500.000. 1.500.000. Thế còn cây hồng thơm trong kia thì bao nhiêu? Cái này 2.000.000. 2.000.000. Vâng. Gốc to phết nhỉ. Vâng. Nắm tay à? Cũng phải tầm xích thoát 20, 18. Dù nó là trà tàu nhưng mà trà này cháu Thuần chơi được mấy năm đi rồi ạ. Vâng. Rồi. Như cây đấy thì bao nhiêu tiền? Cây hồng... Cái này ạ? À? Hồng thơm ấy. Cái này 2.000.000 ạ. 2.000.000. Vâng. Vâng. Đây. Cái đây là nó là cây bát diện ạ. Thâm bát diện à? Vâng, thâm bát diện. Làm theo dáng bật phong đấy thôi. Được. Vâng. Cái này thì 3.500.000 ạ. Rồi, 3.500.000. Vâng. Đấy, nó là vì nó là mùa Tết cho nên là cái chủ yếu chủ đạo là hàng hoa. Rồi. Bởi vì là phục vụ chơi trong cái dịp này thì bà con đi tìm hoa là chính. Vâng. Và vẫn có những người đi tìm mua cây, ví dụ như cây sung, cây lộc, cây tùng. Đấy. Và đây tôi thấy anh có những cái khóm hồng này mà hoa nó bé tí rồi kìa. Đây này. Tiểu muội. À, tiểu muội chứ không phải tỉ muội. Vâng, nó là tiểu muội không phải tỉ. Đây. Rồi. Ví dụ như một chậu hồng này thì bao nhiêu anh? 600 thôi ạ. 600.000. À. Rồi. Còn đằng kia là cái hàng hoa giấy à? Hoa giấy ngũ sắc. Rồi, vòng ra đây tí nhỉ. Vâng. À đây còn cái hoa trà gì mà nhiều nụ mà to này. Đây cũng là trà bát diện. Trà bát diện à? Vâng. Ồ, cây này cũng cao to phết rồi đấy. Từ dưới mặt đất mà ngang đầu anh rồi đấy. Nào, mét 7 rồi đấy ạ. Ờ, mét 7, đây này. Và cây già. Cây nó vanh nó hơi nhỏ nhưng mà là nó là dạng cây già. Thâm bát diện. Cây cốt chậu già. Đây, mặt hoa nó đây này. Đẹp không các bác? Ai có con ong đang đấy. Ong đang lùi trong này ra. Đang lấy nhụy. Rồi, mà nhiều nụ quá nhỉ. Đây, thoải mái chơi Tết. Rồi. Cây này thì bao tiền hả anh ơi? Giá 3.000.000 ạ. Giá 3.000.000 đồng. Vâng. Ok rồi. Vâng, những cây này cũng đều 3.000.000 hết vâng. À?
tự đồng giá. Đây. Hoa gì đấy anh? Cái trà bát diện, thơm bát diện. Ba tiền cây. 3 triệu cây. Đã thế nhỉ? Vâng, trà này là trà cổ già thì chứ không phải là trà. Nó già cây rồi. Nó già cây. Là trà mua trà tàu thì rẻ lắm. Bên này sau là trà tàu à? Vâng, đây cây này có 1,5 triệu không? Xả chợ. Vâng, bây giờ là đến cái những cái số cây lô cây hoa giấy của anh ấy này. Vâng, đây là hoa giấy ngũ sắc. Ngũ sắc và ngũ sắc ghép ngũ sắc. Đây nó sẽ bung lụa đúng mùa Tết đấy. Rồi. Đây, bên này đã nở nhiều rồi này. Như cái cây này thì bao nhiêu tiền anh ơi? À, như cây này ví dụ như cây này là 4 triệu một cây ạ. Vâng, giá 4 triệu một cây. Vâng. Rồi. Đẹp quá. Vâng, anh đọc lại chậm số điện thoại lần nữa để trước khi tôi tắt máy này. Số điện thoại là 0395701225 ạ. Rồi, cảm ơn anh nhá. Bọc con sai. Rồi. Rồi, cảm ơn anh nhá.